Tên này từng có rất nhiều tiền án về tội trộm cắp. Đặc điểm hắn rất ham mê cờ bạc. Nhưng lần này lại là một vụ cướp taxi ạ. Được rồi. Nào, còn ai có ý kiến gì bổ sung thêm không? Báo cáo, tên này không thể đi quá xa được. Vì hắn có điểm yếu là mẹ già đau yếu ở nhà. Cho nên là chủ nợ nắm yếu điểm này của hắn để khống chế. Vì vậy, việc truy vết Long là khả thi ạ. Tốt lắm. Vậy Nam chuyển đầu mối thông tin để cho các đồng chí triển khai nhé. Đó. Đã có thông tin của người lái xe chưa? Đi nhanh lên, đang vội. Anh ơi, hình như xe em có vấn đề anh ạ. Hay anh gọi xe khác hộ em được không ạ? Đừng có lươn, đi nhanh lên. Ôi anh, khôn hồn, đưa bố mày lên cửa khẩu. Đừng để bố mày nặng tay. Em ở nhà. Vâng ạ, chính xác hắn đấy. Anh khẳng định là hắn đi người không à? Vâng. Hắn có xách theo thứ gì không? Không ạ. Vậy tại sao sau khi vụ cướp xảy ra anh lại không đi trình báo ngay? Em sợ nó dọa nếu em đi trình báo nó giết cả nhà em. Điện thoại, ví, cả giấy tờ tùy thân của em nó cầm hết ạ. Chắc chắn điện chỉ nhà em nó biết rồi ạ. Nó mà làm thật thì... Anh kiểm tra kỹ lại xem đây có phải là ví và điện thoại của mình không? Vâng, đúng rồi. Em thấy mệt mỏi. Alo, anh nghe đây. Sao? Có dấu vết mới à? Được rồi, anh đến ngay đây. Tình hình thế nào các đồng chí? Anh ạ, giới thiệu với anh, đây là đồng chí Quang Anh, phụ trách địa bàn khu vực này ạ. Báo cáo, chúng tôi đã tổ chức bao vây khi nhận được tin báo, tạm thời chưa động tĩnh gì. Báo cáo anh, đây là nhà của ông Hải, chú tên Long, nhưng không có người ở đây. Tuy nhiên, hàng xóm báo là có rác mới, người dân cũng phát hiện là có người ra vào từ đêm qua ạ. Tốt. Bây giờ tôi và đồng chí Thanh sẽ vào tiếp cận, các đồng chí ở ngoài tổ chức bao vây, đề phòng đối tượng bỏ trốn. Đó. Bác Hải ơi, bác Hải ơi,
Bác Hải có nhà không ạ? Khả năng ở tin báo không sai anh ạ. Các cậu thu thập dấu vết rồi chuyển qua đội kỹ thuật hình sự kiểm tra xem có phải là hắn hay không. Nó. Alo. Vậy tốt rồi. Đã bắt được tên Long. Em không làm gì thằng lái taxi cả. Đến nửa cái móng tay nó cũng chả sức mẻ gì. Hành vi của anh đã đủ căn cứ cấu thành tội cướp tài sản. Anh còn chối nữa à? Ai đây? Em không biết. Không nhận ra mình à? Quen không? Anh nhận ra cô gái này chứ? Đây chính là cô gái ở biệt thự Nam Hải. Người mà anh đã cố ý gây ra thương tích khi phát hiện đột nhập. Em chỉ cướp taxi chứ không đột nhập, không gây thương tích cho ai cả. Yêu cầu anh ngồi xuống. Ngày 15 tháng 8 anh đã ở đâu? Yêu cầu anh thành khẩn khai báo vì chính lợi ích của bản thân mình. Ngày 15 tháng 8 không nhớ. Anh Long này, cho dù anh có quanh co giấu giếm thì sự thật vẫn sẽ bị bóc ra. Và tôi nhắc anh, không có bất cứ ai có thể giúp anh đâu. Báo cáo thủ trưởng, Hàn vẫn ngoan cố chỉ nhận mình cướp taxi và không chịu ký biên bản, khăng khăng không thừa nhận mình liên quan gì đến vụ trộm. Ngoài hình ảnh camera ở biệt thự Nam Hải, còn có căn cứ nào khác không? Dạ không ạ. Dấu vân tay cũng không. Theo kinh nghiệm của em, đối tượng không thể gây án một mình nếu như không có người khác giúp sức. Khả năng hắn được thuê, và những kẻ đó là những người am hiểu về pháp luật và vô cùng tinh danh. Chúng đã chuẩn bị kỹ và xóa hết mọi dấu vết.